Xin kính chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc Amli đa kênh của đầu năm. Model của nó là AVC2890. Với chiếc Amli này thì nó sẽ có thiết kế là mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp, và những cái núm chỉnh chức năng, chỉnh volume và chọn cài đặt chế độ thì cũng được thiết kế là bằng kim loại và rất là sang trọng. Và nó sẽ có thiết kế là một cái màn hình rất là to nằm ở phía giữa. Nó sẽ hiển thị đầy đủ những cái thông tin về ngõ vào, về chế độ âm thanh và về volume, về ngõ ra lo, rất là tiện dụng để cho anh em sử dụng. Với con Amli đa năng AVC2890 thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta kết nối cổng quang, anh em có thể nghe nhạc và xem phim từ Smart TV, rất là tiện dụng. Và ngoài ra nó vẫn cho chúng ta cái kết nối analog để ta có thể nghe nhạc từ đầu đĩa. Với chiếc Amli này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều chế độ nghe. Thì ở đây anh em sẽ thấy là chế độ 7CH stereo. Với chế độ này ta có thể nghe nhạc bằng 7 kênh loa khá là hay, để không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và với thiết kế công suất của nó maximum ở loa 6 ohm lên tới là 150W một kênh loa, thì ta vẫn có thể lắp thêm vang số vào để chơi karaoke tốt. Và đặc biệt là chiếc Amli đa năng 2890, đây là một cái phiên bản được sản xuất tại Nhật Bản luôn, made in Japan. Và nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái bộ điều chỉnh equalizer, ta có thể điều chỉnh âm sắc theo ý muốn của mình. Và với cái cổng real của nó thì ta có thể sử dụng chiếc Amli này như là một bộ dây mã DAC, vừa dây mã DAC và vừa có thể điều chỉnh equalizer, rất hay. Với cái cổng real nó thì đây là một trong những cái bộ dây mã DAC made in Japan, cực kỳ là hữu ích và ngon bổ rẻ trong tầm giá nha anh em. Không có cái bộ giải mã DAC nào made in Japan mà vừa có thể giải mã vừa điều chỉnh DAC, vừa điều chỉnh equalizer. Thì để điều chỉnh equalizer thì ta cần phải có một cái khiển zin nha. Đây là khiển zin của đàn ông nha anh em. Nhấn giùm em cái nút là system nha. System ở cái mục menu đầu tiên là auto set room equalizer, thì ta nhấn enter nha. Enter giữa này nha. Và ta di chuyển xuống nha, nút di chuyển xuống đây. Di chuyển xuống cái mục là menu equalizer. Enter. Và đây thì nó sẽ cho phép chúng ta lựa chọn ở loa phong, loa phong left, phong right, center, surround, surround rep, surround LR, surround back, vân vân. Riêng biệt từng cái loa nha, thì ở đây em đã điều chỉnh cho cả loa phong left và phong right. Với cái tần số 63Hz, đây là tần số bass mềm, tần số 125Hz là tần số bass chung. Tần số 1kg, 2kg, 4kg và 8kg nha. Thì anh em muốn điều chỉnh equalizer thì ta có thể vào cái mục này. Đây là một chiếc năng rất là hay, thì nó chỉ có những cái đời cao và nó đã tích hợp trong chiếc Amli đời nông AVC2890 này. Và sau khi cài đặt xong thì ta nhấn Enter nha. Còn về những cái thông số còn lại như là cài đặt loa lớn, loa nhỏ, volume từng kênh loa thì em đã cài đặt sẵn rồi nha. Anh em chỉ vì việc sử dụng mà thôi. Đây, ta sẽ vào cái mục là speaker setup nha, nhấn enter. Speaker config. Lựa chọn loa lớn hết nha. Và volume từng kênh loa thì ta vào mục này thì em đã cài đặt sẵn hết rồi nha. Đây là một chiếc Amli ngon bổ rẻ trong tầm giá made in Japan luôn nha. Và để điều chỉnh bass chép thì ở đây nó sẽ có chức năng là tone nha, tone control. Thì ta chỉ việc nhấn tone và xoay cái nút chỉnh này nha. Đây là nút chỉnh đa năng. Khi mà ở chế độ thông thường thì đây là chế độ chọn lựa chọn các chế độ nha. Đây, chế độ là 7CH stereo. Và khi mà ta cài đặt thì ở đây nó sẽ là nút tăng giảm. Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của chiếc Amli đa năng AVC2890 với sự hỗ trợ của cái cổng quang và cổng analog. Và ngoài ra em sẽ mở tắt mở cái chức năng điều chỉnh equalizer, tắt mở on off để anh em sẽ thấy là cái hiệu quả khi mà chiếc Amli đa năng 2890 có equalizer và không có equalizer nó sẽ hoạt động như thế nào nha. Equalizer. Xuân đã đến bên em,
Cổng VDB là cổng quang nha, và cổng CD là cổng analog. Âm rất là quy lực, sáng tiếng anh em. Và anh em sẽ thấy là khi mà tắt mở chức năng Equalizer thì nó sẽ thay đổi khác biệt nha, âm thanh sẽ chênh lệch rất là nhiều khi mà ta nhấn nút Soda Parameter nha, và ta sẽ xoay cái nấm này để mà tắt mở Equalizer. Về sử dụng con đi này thì cũng rất là đơn giản nha anh em, và em đã cài đặt sẵn nha, cổng VDB là cổng quang và cổng CD là cổng analog, anh em chỉ về việc sử dụng mà thôi. Còn những cái cổng trong đây thì đây là lựa chọn ngõ vào nha, đây là đi trực tiếp. Với con đi đàn ông AVC2890 thì nó sẽ cho phép chúng ta đánh ở chế độ loa A, B và A cộng B luôn nha. Và nó sẽ hỗ trợ trở kháng loa thông thường là từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Và khi đánh ở chế độ loa A cộng B, loa phong thì nó sẽ hỗ trợ trở kháng loa là từ 8 ohm cho tới 16 ohm. Ở đây là nó sẽ có cái nút là phong speaker nha. Thì anh em sẽ thấy ở đây nó sẽ có chữ A hoặc là B nha. Khi mà em sẽ nhấn thay đổi ha, thì ở đây nó sẽ A hoặc là B, hoặc là A cộng B khi mà sáng hai đèn nha. Đây là nút để sáng tối cái màn hình, hoặc là ở chế độ tự động nha. Đây là cận cảnh mặt trước của máy nha anh em. Với cái con đàn ông này thì do vận chuyển về thì nó sẽ bị vài vết chày nha, nên em sẽ để một cái giá cực tốt luôn để cho anh em chơi nha. Bắt điện ra băng luôn nha anh em. Trên nắp đựng của nó nha, vài cái dấu móp thôi nha. Ở phía sau thì còn rất là sáng đẹp nha, những cái giắc cắm còn rất là mới nha anh em. Đây là cái kết nối cổng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV nè. Và đây là tín hiệu analog, có thể lấy tín hiệu từ đầu đĩa nha. Nó sẽ còn nguyên những cái nắp đậy của cổng quang luôn nha anh em. Đây là thông số của chiếc đi đàn ông AVC2890, điện áp là 100V và công suất tiêu thụ điện của nó là 260W. Dòng này made in Japan nha, nên nó sẽ có thiết kế rất là chuẩn nha. Ở đây anh em sẽ thấy là cái cổng real, thì với real này thì ta có thể sử dụng nó là bộ dây mã DAC 24 bit nha. Đây là cái cọc loa dạng bắp chuối, loa phong A nha. Anh em có thể lựa chọn là đánh phong A hoặc là phong B, là đánh chế độ on stereo nha. Em sẽ mở lại âm thanh để thử cho anh em xem. Rồi nếu như anh em nào có một cặp loa thì ta lắp vào vị trí loa phong ngang nha. Center, surround. Rồi shut the back. Đây là âm ly 7.1 nha, 7 kênh nha anh em. Có chế độ là 7CH stereo, rất là hay nha. Và em đã chuẩn bị sẵn một cái âm ly rồi để test chức năng để làm giải mã DAC cho anh em với cái cổng real nha. Khi mà ta đưa tín hiệu cổng quang vào thì nó sẽ giải mã 24 bit, xuất ra sang cổng real. Và anh em vẫn có thể tắt mở, điều chỉnh thêm Equalizer, nó sẽ thay đổi chất âm rất hay nha. Gọi là phong đây. Center, surround luôn. Hoạt động ok hết nha anh em. Và đây anh em sẽ thấy là cái độ sáng của những cái giắc cắm, thì anh em sẽ thấy là cái độ mới của chiếc cam đi này như thế nào nha.
chưa hề có dấu hiệu bị tan nha. Máy còn rất là đẹp nha anh em. Do vận chuyển bị một vài vết cấn thì em sẽ để một cái giá cực tốt luôn cho anh em. Made in Japan luôn. Một vài thông tin kỹ thuật của chiếc AMD Denon AVC2890 với sự hỗ trợ của cổng kết nối Optico thì ta có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ Smart TV với cái chip giải mã DAC 24 bit. Với thiết kế công suất của nó lên tới là 150W một kênh, ta vẫn có thể lắp thêm vang số vào để chơi karaoke tốt và sẽ hỗ trợ trở kháng loa từ 6 âm cho tới 16 âm. Và đặc biệt dòng này thì nó sẽ cho phép chúng ta đánh ở chế độ loa phong, phong A hoặc là phong B hoặc là A cộng B với cái trở kháng là từ 8 đến 16. Và có khả năng để điều chỉnh equalizer từng kênh loa riêng biệt nên nó sẽ cho chúng ta chất âm rất là hay. Với cái cổng rìa out thì ta có thể sử dụng chiếc AMD Denon AVC2890 như là một cái DAC vừa sử dụng để làm giải mã vừa sử dụng để điều chỉnh âm thanh rất là hay. Made in Japan. Điện áp của nó là 100V và công suất tiêu thụ điện của nó là 260W. Với cái kích thước chiều ngang 434mm, chiều cao 171mm và chiều sâu 429mm. AMD Denon nha anh em. Con này thì đẹp đông đanh và nội thất rất là gấu. Biến thế nguồn vàng ké luôn và hai tụ lọc nguồn Denon dung lượng lên tới là 12.000 microfarad. Và với dòng này thì nó sẽ đánh là 14 sọt hang nha. Sọt rất là to. Cục gang đẹp long lanh hết nha anh em. Phí mặt rất là nhiều tầng nha, ruột gan sạch sẽ. Với chiếc AMD Denon AVC2890 Made in Japan hỗ trợ kết nối cổng quang và ta có thể chơi nhạc phim từ Smart TV. Và ngoài ra nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái bộ giải mã DAC với cái cổng rìa out, ta có thể sử dụng nó như là một cái DAC cho một cái tầm giá cực tốt, vừa giải mã DAC vừa có thể điều chỉnh equalizer rất là hay. Và với chiếc AMD Denon AVC2890 thì em sẽ bán với giá là 3.300.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh nếu như ủng hộ thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.